Anh Túc TV chuyên Clam Air Robotics miễn phí hàng đầu tại Việt Nam. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những cái dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ. Đến dự án ngày nay thì Ade xin chia sẻ anh em nhận 500.000 cái đồng LFT này. Con này có tên là Minion LFT Aerob đây. Thì kèo này thì mình nhận định là con kèo khá là ngon, anh em có thể là chiến cho mình. Vì căn bản là nếu mà nó là uy tín thì là nó khá được rỡ đấy. Thì để tham gia dự án này anh em cần kích vào đường link dưới phần mô tả này, sau đó ấn start này. Vì nhiệm vụ nó khá là nhiều đấy nên là anh em mình sẽ hướng dẫn anh em làm nhanh luôn chứ nói linh tinh thì là nó lâu đấy. Rồi, bắt anh em follow trên Twitter, anh kích vào thôi. Rồi chuyển hướng em giao diện của thằng Twitter này. Rồi trước tiên thì anh em theo dõi cho nó này, theo dõi này. Ok. Và anh em sẽ quay sang bot anh em xem nó yêu cầu gì. À, nó bắt anh retweet này, retweet cái bài viết của nó. Ok, anh em sẽ kéo xuống này, thả nó có tim cũng như này, anh em sẽ tweet lại thôi. Tweet lại này. Ok, anh em sẽ quay sang tiếp tục chatbot này. Nó bắt anh em follow trên Instagram này, kích vào, open cho mình. Ai chưa có một cái tài khoản Telegram thì có thể lên tạo cho mình một cái tài khoản để làm airdrop nó thuận tiện hơn, được chưa? Rồi, anh sẽ theo dõi trên Telegram này. Rồi, follow đấy. Rồi, tiếp sau đó thì anh em quay sang tiếp tục có follow, retweet trên trang của nó, được chưa? Rồi, đưa anh em lên giao diện thì anh em sẽ theo dõi này. Và anh em sẽ thả nó có tim cũng như là anh em sẽ tiếp lại thôi. Rồi. Tiếp sau đó thì anh em quay sang bot này. Nó bắt anh em join trên Broten Channel trên new này. Đương nhiên là mình join rồi, anh em chưa join có thể join này. Tiếp sau đó thì nó bắt anh em đăng ký kênh YouTube này. Ok dạ. Thì anh em kích vào YouTube để đăng ký thôi. Vì lý do bản quyền nên là mình cũng không thể kích vào được, được chưa? Anh em kích vào để đăng ký thôi. Rồi khi đăng ký xong thì tiếp tục anh em join trên new cũng như group của nó này. Rồi anh kích vào join cho mình. Tiếp tục join group này. Rồi này. Ok, sau đó thì anh em có thể ấn ở phần check cho mình nhé. Check phần dưới này. Rồi. Rồi khi check xong thì anh em ấn vào join group cho mình nhé. Rồi tiếp sau đó thì anh em submit cho mình. Tiếp tục ấn đôn cho mình nhé. Rồi nó bắt anh em gửi cái profile link của thằng Twitter này. Anh quay sang Twitter cho mình nhá. Rồi khi đến giao diện thằng Twitter thì anh em ấn vào hồ sơ cho mình, hồ sơ của anh em ấy. Rồi ấn góc phải màn hình cho mình nhá. Rồi ấn phần chia sẻ này. Sau đó thì anh em kích vào sao chép và khai nhớ tạm cho mình. Rồi vui sướng. Ok. Sau đó thì anh em quay sang anh em sẽ gửi cái profile link của thằng Twitter cho nó này. Để nó check xem là nó uy tín không đấy. Cho anh em có uy tín luôn đấy. Ở tiếp sau đó thì profiling của thằng Intenagam, kích vào Intenagam cho mình. Nó chuyển hướng anh em giao diện của thằng Intenagam để anh em lấy cái profiling. Rồi khi đến giao diện Intenagam anh kích góc phải màn hình cho mình nha. Rồi sau đó thì em kích vào phần chia sẻ này trên góc trái góc phải màn hình cho mình. Rồi sau đó thì anh em sẽ sao chép và khai nhớ tạm cho mình. Đấy. Ở đây sẽ anh em sẽ dán cái profiling thằng Usalem Telegram gửi cho nó này. Tiếp cho đó thì địa chỉ rồi anh em sẽ quay sang WeChat này để lấy cái địa chỉ XM. Rồi anh em sẽ quay sang WeChat để anh em kích vào phần nhận cho mình nha. Rồi anh em sẽ sao chép địa chỉ Binance Smart Chain cho mình. BNB Smart Chain. Rồi anh sẽ gửi cho nó này. Ok, anh em có thể kích vào đấy join tiếp kênh của nó. Join rồi thì anh em thể đôn. Rồi, nó bắt anh em gửi cái retweet link. Retweet link trên hai cái retweet link thì anh em gửi một cái thôi. Đây, anh em có thể kích vào phần đây, phần chia sẻ này cho mình nha. Rồi anh em sẽ sao chép liên kết này. Ok, sao chép xong thì anh em quay sang anh em gửi cho nó đi. Dám mà gửi rồi. Tiếp sau đó thì URL kênh YouTube anh quay sang YouTube cho mình. Khi đến giao diện của thằng YouTube thì anh cứ kích vào phần thư viện cho mình và góc phải màn hình cho mình nhé. Ấn phần chia sẻ này. Sau đó thì anh kích vào phần sao chép khai nhớ tạm cho mình, quay sang gửi cho nó này. Dán mà gửi thôi.
Ok, bây giờ thì anh em có thể ấn vào Payland. Ok, và nó đã ghi nhận anh em nhận 500 cái đồng LFT. Và top red anh em sẽ nhận 25.000 cái đồng LFT này, top 30 thôi. Và đây đường link để anh em giới thiệu bạn bè để kiếm thêm có token Minor LFT này. Anh em thể ấn quýt đào. Được chưa? Thì token này thì khi mà nó phân phối hay như nào đó thì mình sẽ ra một cái video thông báo cụ thể cho anh em sau nhé. Thôi bây giờ thì anh em mình gửi tới cho anh em để anh em chiến thôi. Bây giờ chào tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người ở cái video tiếp theo ạ.